Xin chào toàn thể cô bác anh chị. Hôm nay thứ sáu, ngày 26 tháng 5. Cửa hàng em Hà có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ, Hải Dương. Xin được làm video gửi đến tất cả các cô bác anh chị cùng quý vị các bạn hai em quạt. Đấy. Một em quạt rất cổ và một em quạt các cái điện thoại. Một em Na Vương lắp đặt. Đấy. Đấy, em xin gửi đến tất cả các cô bác anh chị hai sản phẩm mà cửa hàng em vừa mới về. Đấy. Thì sau đây em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm một. Em thứ nhất là em Na Vương Miện có chiều cao 90, sải cánh 30, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng vanh si. Vận động hộp bố chặt lại con cầm nhúng cái điện thoại. Cần. Đấy. Đây cánh nhà em xoay rất là chậm và chi tiết cho các bác nhé. Đấy, cánh nành tít. Đấy, logo Vương Miện là rất là sáng. Lồng trước gần như là nó cũng rất ít cái điểm han, lồng sau thì là lồng si rồi. Đấy. Đây, cho các bác cận cảnh luôn. Các bác nếu mà các bác nghi ngờ cái điểm nào thì các bác zoom vào các bác chi tiết. Còn các bác mà thích cái sản phẩm như nào thì các bác sẽ điện thoại trực tiếp số Zalo của em. Em sẽ chụp mà chi tiết từng góc cạnh một. Đấy, quay trên live thì nhiều khi nó cũng không được rõ ràng, nó cũng chi tiết nhưng mà nó không chi tiết bằng điện thoại trực tiếp với nhau. Đấy. Đây, các bạn của em ở đây. Đấy. Mặt vân gỗ. Một nút thu dây mở nắp đặt ra. Đấy là có hai đồng hồ, một đồng hồ hẹn giờ và một đồng hồ tút năng. Một đồng hồ tút năng góc chỉnh 50-100, đồng hồ hẹn giờ 60 phút. Năm phím 4 chế độ gió. Đấy, gần như là gọi là em sau đây em xin test chức năng của nó luôn. Bật giờ xuống ngủ đây. Đây, đồng La Vương này thì các bác biết là chất gió của em nó là rất ok bác nhé. Đấy. Gần như không nghe được một tiếng nào động đậy gì cả. Em xin chuyển sang số 3, số 4 đi. Kịch kim này, em bật tốt năng luôn. Em úp cái nắp đặt xuống cho trông cái quạt trông cho nó gọn gàng sang xịn. Đấy. Mặt phần gỗ mới như mới bác nhé. Đấy. Trụ chiếc vẫn ok các bác này. Đấy. Tổng thể em ở đây gần như là nó không có một cái gì gọi là bị lỗi nhiều bác nhé. Mặc dù một chiếc quạt đã 50-60 năm đã qua sử dụng nhưng mà gần như là em này nó không có một cái điểm gì để các bác phải chê cả, mà các bác cũng mạnh dạn xuống tiền thôi. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, điện nguyên dinh 100V. Giá em bán công khai tại cửa hàng là em này là 5.700.000 bác nhé. Đấy, một tổng thể em này rất ok luôn. 5.700.000 cho một em quạt La Vương Miện nắp lật. Đấy, mặt vân gỗ bác nhé. Đấy. Thì em chuyển sang em thứ hai.
Đấy. Một em hòa hàng trong cái mớ hàng cực độc của em, nay em lại cho em, nên một em này có tuổi thọ tầm khoảng 90 năm. Đấy. Một em Toshiba 4 cánh. Đấy. Bầu warm tem đồng. Này. Các bác nhé, đây nó là nhựa sùi chứ không phải nó bị sùi nhé. Đấy. Đây, nút thu dây này. Đấy. Bốn phím 3 chế độ gió này. Túp năng rút này. Đấy. Lồng trước, lồng sau là lồng sơn. Đấy, logo tôi Toshiba. Cánh sắt bác nhé, cánh bằng titan nhé bác nhé. Đấy. Đây các bác nhìn này, em quay phát number one còn nâu, rất là nâu. Đấy. Dòng này nó có theo cái quán tính như là này, quay một vòng nhé. Đấy. Quay rất nhẹ thôi mà nó bon rất nâu. Giờ sau đây em xin test chức năng của nó luôn. Số rung ngược các bác nhé. Đấy. Số 321. Đấy. Em bật số 3 và đồng thời bật túp năng. Đấy, một con quạt gần 100 năm. Bầu warm tem đồng. Đây nút là nút vuông, nút màu ngọc nhé. Đấy. Đấy các bác mà con này các bác để dùng các bác trưng bày thì nó sẽ đẹp hơn. Độ cổ quái hơn. Em xin test chức năng của số 3 của nó luôn. Đấy. Gió rất mạnh, dòng bốn cánh thì nó chém gió như như bão. Đấy, em quay hẳn xa chứ quay gần thì gió nó các bác không nghe thấy được. Đấy. Dòng tô này thì gió nó không êm bằng cái dòng la. Ví dụ các bác đang xem một con la thì các bác này xem con tô thì gió sẽ ổn hơn vì nó dòng bốn cánh. Đấy, nhưng mà dòng này là dòng để các bác sưu tầm nên là các bác vừa để mát vừa các bác. Vừa hưởng thụ cái độ mát của em quạt. Đấy. Bác để trên một cái kệ ở một phòng khách thì con quạt này gần như là quá ok cho em quạt gần 100 năm. Đây các bác nhìn cái dây của nó này. Đấy. Em thấy mọi chức năng hoạt động bình thường bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn dây này. Tắt đây cho này. Đấy. Dây nó vẫn còn rất là mềm. Mặc dù là một con quạt 100 năm. Đây nó làm theo kiểu dạng sùi chứ nó không phải sợ han đâu. Đây này. Chỗ này không han nhé, nhưng mà nó vẫn có cái độ của sùi sùi chứ không phải là nó làm nhẵn. Đấy. Logo đây, em nắp logo nó hơi bị lệch. Đấy. Cho một con quạt rất ok các bạn. Tuổi thọ của em này thì quá lâu năm rồi. Có cánh gang sắt, bác tất tật tật gang sắt hết bác nhé. Cánh cũng sắt luôn bác nhé. Đấy. Con này có cân nặng nó đâu đấy khoảng chục cân. Đấy, em cũng ăn áng chừng nó tầm khoảng 9 cân. Đấy. Rất nặng. Thì em này em bán giá công khai là 5 triệu cho mấy ông quạt Toshiba toàn thân gang sắt cánh titan. Đấy. Điện nguyên 100V, giá em bán tại cửa hàng. Đấy, bác nào mà đang sưu tập thiếu bộ này thì thiếu bộ sưu tập thì các bác nhanh tay nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0969 135686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc Tứ Kỳ Hải Dương. Bác nào ở xa thì em sẽ ship code qua đường bưu điện, còn bác nào ở gần thì các bác ghé qua cửa hàng để được mắt thấy tay sờ những cái sản phẩm mà các bác đang muốn mua và muốn sưu tầm. Đấy. Thì video buổi trưa ngày hôm nay em xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các cô bác anh chị quý vị và các bạn đã theo dõi video.
Bác nào xem kênh mà chưa đăng ký thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em mỗi ngày có nhiều tương lực tương tác và đông đảo người biết tới. Xin cảm ơn. Hẹn tất cả các cô bác anh chị trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.